Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Million, let's go. Ok. Ok. Bắt đầu càng ngày càng nhanh rồi. Wow. Rồi mình ăn cái này tiếp. Để ngay được có độ. Let's go. Oh my gosh, oh my gosh. Wow. Yeah, ok. Let's go. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ cái thứ hai. Vì sẽ còn 3D. Let's go.
Okay, let's go. Năm mươi lăm, ok. Toàn súng xịn luôn, sợ thật. Rất là đau rồi. Mình sẽ đi nào. Wow, đại bác à. Còn súng đại bác, sợ thật. Bắn ở đâu đây? Đằng sau. Wow. Súng giờ rất là đau luôn. Còn có 3 máu thôi. Wow, rất là đau luôn. Quick story, MVP. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Shadowgun, war game. Ok. Rồi và đầu tiên thì các bạn sẽ phải vào trong cái map này và các bạn tìm hiểu và làm quen với các map. Sau đó thì sẽ là 25. Sau đó thì hết 25 giây các bạn sẽ được chọn tướng rồi bắt đầu vào trong game. Ok, map này thì nhỏ thôi. Match starting in 5 seconds. Rồi, mình sẽ chọn anh trang này luôn. Làm về 5.
Let's go. Mỗi một nhân vật là một khẩu súng riêng và là những skin riêng. Okay, let's go. Fight! Nothing will stop me! Please be careful. This is gonna hurt! First kill of the match! Mình sẽ đi tiêu diệt thôi, khi mình thua rồi. Out of my way. The pain, the pain. Feel my wrath. Oh my god. You're in the lead. You've lost the lead. You're in the lead. You've lost the lead. You're in the lead. Bắt đầu đang cân sức cân tài rồi. You've lost the lead. Thì mình có vẻ bắn hơi kém một chút. Mình lên giúp team mình thôi. The lead. You're in the lead. Out of my way. Oh my god, shit though. Nothing I can't handle. I am coming okay, let's for go. You. Hết đã. À, xong rồi. May mà thắng. Ok, let's go. It is time to dance. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Sliver Try. Tới game này các bạn vào hóa thân là một anh chàng cảnh sát. Sau đó thì sẽ đi tiêu diệt những băng nhóm tội phạm. Ok, let's go. Và đợi load game thôi.
Okay. Start game. Tiếp tục nào. Này, trâu đấy, bắn mãi không chết. Rồi ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tiếp game tiếp theo nha. Marvel Strike Force. Let's go. Okay, let's go. Wow. Nhảy bản nhạc luôn.
đội siêu anh hùng. Let's go. Rất là ngon luôn. Rồi, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. Marvel Champions. Marvel Contest of Champions. Ok. Đây là một tựa game 3D, cho nên khi vào game này nó hơi lặng một chút. Rồi. Let's go. Ok, mình đến đây rồi. Đọc lên nhé. Wow, let's go. Chuyển đấu luôn. Người nhận đúng người nhận. KO. Rồi, bắt đầu mình sẽ gặp một đấy không biết vài tướng không? Để mình chiến đấu thôi. Fire. Rồi, và bây giờ thì các bạn cùng mình khám phá tựa game tiếp theo nha. Đây là một tựa game Shadow công thức 1. Ok, let's go. Mobile Rushing. Thank you.
Ok, top 2 thôi. Bỏ vừa rồi bị lỗi, nếu không thì mình sẽ lên top 1 ngay. Rồi ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tất cả tiếp theo nha. DC Langer. Let's go. Ok. Let's go. Ok, còn một đối thủ thôi. Con này nữa là xong. Ok, let's go. Wow, phút con anh chàng này cơ. Rồi mình sẽ tiêu diệt anh chàng này đi. Let's go. Rất là cứng luôn. Oh my gosh, chết một người rồi. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.